Thế mà vẫn nhiều cua. Ngõ đây làm gì có nước đâu. Ông Mười bây giờ xây ra chỗ sau sau bệnh viện rồi. Trước là bên mé mé bên kia. Đã. Ê. Em không nạ gì nhà ông Mười luôn. Nhà ông Mười trước ở công bà đấy kịch thụt ở ở trong cái ngõ ấy luôn, ngõ gì bệnh viện luôn. Xong giờ xây nhà tầng ra chỗ ấy rồi. Vẫn cái trục đường đi vào trong đấy nhưng mà nó ở nước nửng đường. Đồng đấy không, ít nước lắm. Em chưa em ở đấy suốt đi. Ở đấy ông Mười ông hút hết rồi cái đâu.